Cô Trung Kiên xin kính chào toàn thể chị ạ. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với video bên em. Chúc anh chị ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, công việc thì hành thông thuận lợi. Vâng, và trong video ngày hôm nay thì em xin giới thiệu đến chị một siêu phẩm, một kiệt tác nghệ thuật luôn anh chị nhé. Là một tác phẩm nhất long chấn ngọc cho em gái đây, được chế tác trên chất liệu gỗ lu hương anh chị ơi. Vâng, để làm ra một tác phẩm, một kiệt tác nghệ thuật như thế này, tự nhiên bên em cũng mất rất là nhiều thời gian công sức từ những công đoạn tuyển chọn những cái phôi gỗ lu hương rất là dài, rất là đẹp anh chị nhé, đến tuyển chọn những cái bác thợ nghề có tay nghề cao trong nghề này cho em gái đây. Vâng, và trước khi vào tác phẩm thì em cũng xin giới thiệu qua về cơ sở bên em ạ. Cơ sở bên em nằm ở quốc lộ 38, làng nghề mộc Đông Giao, Lương Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương, với hai số hotline quen thuộc là 0944 812 986 và 0822 338 345. Vâng, anh chị ưng tác phẩm rồi, muốn hữu duyên với anh em rồi thì có thể là liên hệ trực tiếp với nhà em qua hai số điện thoại này để có thể là dinh tác phẩm về anh chị nhé. Em xin thông báo chiều cao, kích thước cũng như là giá cả để anh chị có thể là cân đối không gian và tài chính bên mình. Với chiều cao cho em gái là 82, ngang cho em gái là 86 và sâu cho em gái là 38 anh chị nhé. Tặng em chị một chiếc kỷ vô cùng xinh xắn, cao đến 10 cm, giao lưu với chị là 88 triệu đồng. 88 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển đến không gian nhà anh chị rồi này. Vâng, và để anh chị không phải chờ đợi lâu thì em xin mời anh chị đi sâu vào để thưởng lãm vẻ đẹp của một tác phẩm anh chị nhé. Vâng, và trước mặt anh chị đây là một chú rồng đang chấn một viên ngọc rất là to cho em gái này. Vâng, như anh chị đã biết thì rồng là biểu tượng linh thiêng này của truyền thuyết xa xưa anh chị nhé, là biểu tượng của hoàng đế cũng như là người quân tử mang thiên mệnh và sứ mệnh cao cả tối thượng cho em gái này. Vâng, một chú rồng rất là to luôn cho em gái này, ngắm diện mặt này, diện mặt thân thái thì vô cùng hút hồn rồi, từ những ít lưỡi thôi, từ những cái chiếc răng thôi nhà em châm tỉa cũng rất là sắc nét, rất là rõ ràng. Vâng, vuốt nhọn lên cho em gái anh chị nhóc, từ những cái đường râu này em làm rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết, rất là mềm mại luôn cho em gái anh chị ơi. Vâng, từ những chiếc sừng ngắm cho em gái này, vuốt rất là cong, rất là gọn luôn cho em. Một chú rồng mang lại rất là nhiều ý nghĩa phong thủy anh chị nhá, cũng như là trấn trạch trừ tà này, và mang lại những cái vận khí tốt, những cái điều may mắn về cho đại gia đình mình. Ngắm em từ những cái chiếc râu thôi, nhà em vuốt rất là cong, rất là mềm mại cho em anh chị nhá. Vâng, đánh thì đánh hoàn toàn là vẩy kép luôn cho em gái đây. Vâng, và phủ trên đấy là không thể thiếu là một màu vàng cánh gián, một màu vàng đặc trưng của một phôi gỗ hương ta rất là già luôn cho em anh chị ơi. Vâng, từ những chiếc sừng đôi ngắm em gái rất là già này, rất là già, vuốt rất là cong, rất là nhọn luôn cho em ạ. Vâng, từ những cái đường móng chân thôi anh chị nhá, những cái đường móng vuốt thôi làm cũng rất là sắc nhọn, rất là tỉ mỉ, một chú rồng rất là già này. Vâng, rồng thì là một linh vật mang rất là nhiều sức mạnh rồi, nằm trong bộ tứ linh vật long luân quy phụng cho em gái anh chị nhá. Vâng, rồng còn mang lại cho chúng ta tài lộc này, cũng như là làm cho công việc của chúng ta thăng tiến, sự nghiệp thì đi lên anh chị nhá, ngắm cho em gái đây. Vâng, thân thái chú rồng thì vô cùng sắc nét rồi, một chú rồng rất là to, rất là khổng lồ. Vâng, đang uốn mình trên những cái đường sóng nước anh chị nhá. Một chú rồng này anh chị ngắm cho em ấy, từ những phần đuôi thôi nhà em châm tỉa rất là mềm mại, từ những cái lông đuôi thôi anh chị nhá, ngắm cho em gái đây. Vâng, một tác phẩm rất là đẹp vô lại từ những cái đường sóng nước anh chị ơi, ngắm cho em gái đây. Em ve rất là đẹp, rất là tròn, rất là thủ công luôn anh chị nhá, hàng nghệ nhân luôn cho em gái đây. Vâng, một tác phẩm rất là đẹp luôn, ngắm cho em gái đi anh chị ơi. Vâng, và bên dưới chú rồng đang chấm một viên ngọc anh chị nhá, một viên ngọc rất là to, rất là sáng, rất là giá trị luôn cho em gái đây. Vâng, để mang lại bình an cũng như là mang lại may mắn về cho đại gia đình mình, soi sáng cho cả gia đình mình đi tới những cái con đường thành công. Một tác phẩm rất là đẹp luôn, trên đấy là trên mặt quả cầu này không thể thiếu là những cái đường hoa lu anh chị ơi, những cái hoa lu rất là dày cho em anh chị nhá, những cái bông hoa lu dày di dày dít đang nở rộ luôn trên một phôi gỗ rất là già, một phôi gỗ hương ta già la rất là già luôn cho em gái đây. Vâng, từ những cái đường gọn sóng thôi anh chị ơi, ngắm cho em gái đây, châm tỉa cũng rất là sắc nét, rất là rõ ràng luôn cho em gái đây. Vâng, hình ảnh rồng chấn ngọc là biểu tượng cho may mắn cũng như là mang lại cái vận khí tốt cho đại gia đình mình anh chị nhá. Vâng, một tác phẩm mà mang rất là nhiều ý nghĩa hơn luôn cho em gái anh chị ơi. Vâng, để cân đối tác phẩm thì nghệ nhân bên em còn chế tác những chú cá chép anh chị nhá, ngắm cho em gái này, thân thái những cái chú cá chép thì rất là sắc nét, rất là rõ ràng luôn cho em anh chị ơi. Vâng, từ những cái chú cá chép này rất là to, rất là tròn, người rất là mẩy cho em anh chị nhá, đánh thì hoàn toàn là vẩy kép luôn cho em gái đây. Vâng, và điểm trên đấy là những cái đường vân chất gỗ của một phôi gỗ hương ta gia lai vô cùng già luôn anh chị nhá. Vâng, màu gỗ thì có phải chê vào đâu ạ. Vâng, một tác phẩm rất là tuyệt vời, hàng nghệ nhân luôn cho em gái đây. Vâng, anh chị có thể là ngắm tổng quan tác phẩm lại một lần nữa để thưởng lãm vẻ đẹp này. Vâng, trên một phôi gỗ lu hương rất là già. Vâng, anh chị ơi, nghĩ cho em gái này, trên một
thì mình có thể là hình thành nên một phôi gỗ rất là giá trị luôn anh chị ơi. Nên là anh chị phải cân đối cho em và anh chị nhá. Em xin thông báo lại chiều cao, kích thước cũng như là giá cả để anh chị có thể là cân đối này. Với chiều cao cho em gái là 82, ngang cho em gái là 86 và sâu cho em gái là 38 anh chị nhá. Tặng kèm với chị một chiếc kỳ rồi giao đi với chị là 88 triệu đồng. 88 triệu đồng đã bao gồm phí vận chuyển đến không gian nhà anh chị rồi. Và một tác phẩm rất là đẹp, một kiệt tác nghệ thuật cho em gái anh chị nhá. Rất là phù hợp để chị có thể là dinh về ngôi nhà yêu thương của mình, hoặc là mang đi tặng sếp, tặng những người thân yêu của mình thì vô cùng tuyệt vời luôn cho em gái đây. Và anh chị ơi, nếu mà thấy video hay, tác phẩm đẹp thì đừng quên ủng hộ em gái một nút like, cũng như là ấn nút chuông thông báo để cập nhật những siêu phẩm mới nhất bên em. Và em xin chào và hẹn gặp lại chị trong video lần sau.